Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn cũng như là anh em tài xế trên khắp đất nước Việt Nam mình. Thì thấy gì từ cái vụ trên cao tốc Cam lộ La Sơn mới hôm qua xảy ra, đang rất là nóng ở trên mạng xã hội cũng như là trên các diễn đàn về xe ô tô cũng như những cái hội group về lý do mà cái sự việc này nó lại xảy ra đau lòng như vậy. Thì với quan điểm cũng là một tài xế ha, mình cũng là một tài xế cũng kinh nghiệm lái rất là nhiều, nhưng mà thực sự mà nói từ cái vụ này không riêng mình, chắc chắn với anh em luôn, không riêng gì mình đâu, mà sẽ có rất là nhiều anh em cũng là tài xế sẽ rất là ngỡ ngàng khi mà một cái tuyến cao tốc, gọi là cao tốc mà phải nói là nó có nhiều cái vấn đề mà mình không muốn bàn thế ở đây. Về chính trị, về các đường lối của Bộ Giao thông Vận tải các kiểu. Một cái tuyến mà gọi là cao tốc thì nếu mà anh em đã biết rồi thì cái tuyến cao tốc mà Trung Lương Mỹ Thuận á, nó đã từng gây rất là nhiều tranh cãi khi mà nó chỉ có quy mô 4 làn xe. Mỗi một bên là chỉ có 2 làn xe để chạy thôi. Với tốc độ là 80 km/h, không có làn khẩn cấp. Là nó đã dậy sóng rồi. Đã dậy sóng về cái tính nguy hiểm rồi. Nó rất là nguy hiểm tại vì hai làn xe nó rất là nhỏ hẹp, giống như nó đưa cho anh em hai làn xe đi vô, hai bên đó là hai cái giải phân cách cứng, thì không đường nào mà rất là tiềm ẩn cái rủi ro. Anh em hiểu không? Nhưng mà sau cái vụ mà Cam lộ La Sơn này á, thì sẽ có rất là nhiều anh em tài xế mình còn ngỡ ngàng hơn nữa. Thực sự ở Việt Nam lại có một cái tuyến cao tốc mà quy mô chỉ có 2 làn xe, tức là mỗi một cái chiều lưu thông chỉ có một làn duy nhất thôi. Anh em hồi hiểu hình dung được không? Tức là nó còn thua cái đường quốc lộ 1A nữa mà lại gọi là cao tốc. Mình cũng không hiểu làm sao mà Bộ Giao thông Vận tải là thiết kế như vậy. Mình cũng không hiểu tại sao Việt Nam lại đi phát triển cao tốc kiểu giống như là vì muốn được có một cái cao tốc Bắc Nam, từ Bắc chí Nam, nhưng mà không đủ vốn thì họ làm giai đoạn này giai đoạn kia, tức là về lâu dài thì trong cái bản quy hoạch nó sẽ được là tối đa là 6 làn xe thì gồm có 2 làn cao tốc và 1 làn khẩn cấp. Đó là cái quy chuẩn mà mình thấy là nó ok nhất, giống như là cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh vậy, hoặc là cao tốc Long Thành Dầu Dây vậy đó. Thì anh em thấy nó rất là rộng rãi, anh em chạy anh em có thể tầm quan sát được. Thì trước khi mà mình đánh giá, đương nhiên là cái việc mà tài xế vượt ở bên giao trong đó là sai hoàn toàn, cái đó là không bàn cãi tới rồi. Nhưng mà mình ngoài lề ở đây, mình là cái người ở ngoài cuộc, mình nhìn vô, mình nhận định cái cao tốc này thì thực sự là mình thấy nó quá nguy hiểm rồi nè. Một cái cao tốc mà tại sao nó lại chỉ có một làn xe lưu thông thôi. Mà một cái điều nguy hiểm ở đây nữa đó là mình nghĩ một làn xe lưu thông á, nhưng mà mình đọc báo chí mình thấy đó, tức là khoảng 5 cây số nó lại bung ra 4 làn xe. Nó cứ 5 cây số thì nó lại bung ra cho 4 làn xe, tức là mỗi một bên làn đó là khoảng tầm 2 làn. Để cho vượt được chưa? Và có những đoạn là mình thấy luôn nó có cái làn khẩn cấp trong, hình như là nó tới 3 làn luôn, là có thể là khoảng 6 làn luôn. Tùy đoạn. Nhưng mà tóm lại á, tức là chung quy của cái tuyến đó là có một làn cho mỗi chiều chạy, anh em hiểu không? Nhưng mà lâu lâu nó lại bung ra một cái làn bự, thì khi mà tới một cái làn bự đó thì đương nhiên là chắc chắn những anh em xe con của mình bắt đầu sẽ ồ ạt xúa lên, tua lên để vượt mấy anh tải. Tại vì anh em biết là chạy Bắc Nam là mấy anh container là nhiều dữ lắm, mà mấy anh đó chạy thật sự là mấy anh chạy rùa bò dữ lắm à. Nên là những cái anh xe con này khi mà gặp được cái đoạn vượt là sẽ bắt đầu là đè vượt. Nhưng mà đè vượt thì anh em biết rồi, mà từ 4 làn xe theo mình đọc trên báo á, làn vượt là 4 làn xe, bề rộng là 23 m, đúng chưa? Còn cái đường bình thường là chỉ có 2 làn xe thôi, là bề rộng là 12 m, tức là nó gấp đôi lên. Thì bắt đầu nó ồ ạt nó vượt. Nhưng mà nếu mà vượt mà mình không có định hình được là từ 4 làn mà nó gộp lại nó còn có 2 làn thì cái độ nguy hiểm nó như thế nào? Thấy không? Với lại một điều nữa, theo kinh nghiệm của mình chạy á, thì nếu mà từ 4 làn nó gộp lại thành 2 làn á, thì nếu mà cái tầm nhìn phía trước của mình, hoặc là phía trước của mình là chỉ là những cái chiếc xe con thôi á, cái tầm nhìn của mình nó dễ hơn nha. Còn nếu mà cái tầm nhìn của mình ở phía trước mà bên trái mình đang vượt
mà cái mình đang giữa cái lane bên phải, cái lane bên phải thằng công nó chạy với lane bên trái, thì cái khả năng che khuất của nó rất là cao nha anh em. Cái khả năng che khuất của thằng container nó che cao lắm, nên là nhiều khi mình không có định vị được cái đoạn đường của mình nó như thế nào. À, cái đó là cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái vụ trên. À, thì cái đó mình chỉ đánh giá khách quan thôi. Còn đương nhiên với anh em, 99% tài xế đã sai trong vụ này, đó là cái chịu không bàn cãi. Nhưng mà mình đang bàn cái vấn đề khách quan về cái tính năng an toàn để sau cái vụ này, thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm được rút ra, kể cả những cái anh em tài xế của mình. Mình chạy, mình thì đã cần cầm lái là từ miền Tây, từ An Giang mình chạy ra tới Đà Nẵng. Còn cái cao tốc này thì nó là nó từ Huế ra Quảng Trị anh em, tức là Đà Nẵng thì Đà Nẵng ra Huế, rồi Huế mới từ Huế nó ra Quảng Trị rồi ra Thanh Hóa ra ngoài Bắc, thì nó nằm trong cái đoạn cao tốc Bắc Nam nha. Thì nói chung thì cái cao tốc này thì mình coi trên Wikipedia thì nó khởi công năm 2019. Nó mới khởi công, nó làm năm 2019 thôi, mà cái thời điểm mà mình đi An Giang, đi Đà Nẵng, mình đi Phượt á, là mình cũng đi năm 2019. Nên là cho dù cái lúc đó mà mình đi xuyên Việt thì mình cũng không có đi được cái đoạn này đâu. Cái đoạn cao tốc này thì nó mới khánh thành hồi tháng 12 năm 2022 thôi. Bây giờ là tháng 2 năm 24 thì như vậy là mới khánh thành, nó đưa vô sử dụng là chỉ được có 1 năm thôi. Đó, mà cái tốc độ cao tốc này là 80 km/h. Nó hẳn ra tuyến cao tốc này mình nghĩ nó là giống như một cái tuyến tránh hoặc là cái tuyến né xe máy thôi. Chứ mà Việt Nam mình gọi định hình cao tốc mình cũng không hiểu sao mà cao tốc. Cái cao tốc mà Trung Lương Mỹ Thuận là đã dậy sóng ngày xưa là chỉ có 2 làn xe, quá nguy hiểm. Nói chung là chạy là lúc nào cũng phải trong đầu nhảy số, chạy lúc nào trong đầu là phải nghĩ là cái thằng trước là nó sẽ có thể là nó thắng lại bất kỳ lúc nào. Rồi cũng mình cũng phải chạy, mình nhìn thằng ở sau mà nó đu theo mình á, là mình cũng phải nghĩ là nó có thể mình đẩy đích mình lúc nào ha. Nói chung là đi lên cao tốc là cái đầu anh em phải lạnh nha, và anh em phải luôn luôn nhảy số, luôn luôn nghĩ cái những cái chuyện xấu có thể xảy ra được hết. Đó là làm tài xế nha. Anh em từ từ anh em chạy, anh em nông dân mình đồ này kia, từ từ anh em mua xe hơi anh em sẽ biết, mua 4 bánh anh em chạy anh em sẽ biết. 5 năm trước em đã từng làm một cái video clip về xe 4 bánh thì có rất là nhiều anh em vô nói nổ khoe cổ đồ này kia, nhưng mà em đã nói rồi. Việt Nam mình từ từ xe 4 bánh sẽ rất là phổ biến và nó sẽ rất là đại trà và nó sẽ cực kỳ bình dân như là xe máy mình vậy thôi ha. Thì trong cái vụ này thì nó có bốn xe, nhưng mà trong đó hết hai xe, một xe container với một cái chiếc xe tải là nó đã ở thuộc cái tỉnh Tiền Giang. Và một trong những cái chiếc xe tải mà cái anh container mà trên cái cam hành trình mà anh em thấy là ở Châu Đốc An Giang luôn, tức là ở tỉnh của em luôn ha. Thì anh em biết rồi, mà cái vụ này nó hay nha, đó là khi mà anh em biết là hai cái mà nó đối đầu nhau á, thì ví dụ như chiếc xe 4 chỗ hoặc xe con á, đặc biệt là những chiếc sedan á, cái mặt cabin ở phía trước anh em, cái cục máy ở phía trước á, nó bự á, thì khi mà xảy ra mà trực diện nhau đó thì cái chiếc sedan lúc nào cũng an toàn nhất. Kế chiếc sedan mà nó an toàn nhất là anh em biết thằng nào an toàn hơn nữa hả? Thằng container nó cũng có cái đầu xe đầu kéo anh em, nguyên cái đầu giống như thằng sedan vậy đó, nguyên đầu đó mà nó bự nữa, nó như con voi vậy, đụng nó đâu hề hấn gì đâu. Nhưng mà cái anh mà thiệt hại cao nhất đó là anh em biết là biết gì không, anh em xe khách nè với là anh em xe tải nè, mình biết sao mà người ta sản xuất vậy luôn, mình cũng không hiểu, chắc là để ưu tiên cho cái diện tích chở hàng anh em, chở hàng với chở để xe khách. Nên là mình nói chung là mình lên mình lái chiếc xe tải với xe khách, mình thấy tài xế hay gì cho ngồi nó nguy hiểm lắm. Tại vì tài xế ngồi nghe buồng lái phải không, trước mặt sát luôn là cái kính lái, rồi trước sát cái kính lái luôn là hết, không còn gì đó, không còn gì phía trước của xe tải với xe khách nha. Nên là có cái gì mà nguy hiểm á là cái anh xe tải rất là nguy hiểm, tại vì cái chế độ an toàn của nó sẽ không cao nha ha. Nhưng mà sau ví dụ này á thì có thể là khi mà chiếc 7 chỗ đó mà nó tẹt qua thì nó đã đổi hướng nha, nó làm trên chiếc xe tải nó đổi hướng nên là cái nó giảm thiệt hại, hoặc cũng có khi mình nghĩ á là trên chiếc xe tải đó khi mà nó va vào á thì nó va bên hậu, mà có thể là bên hậu không có người, anh tài xế ở bên đây né qua không sao,
nên là sau cái vụ này thì chỉ có thiệt hại về ở trên xe xe con thôi, chiếc Ford, còn xe container hay là xe tải thì mình không thấy nhắc tới nha. Đó thì đó là mình chia sẻ cho anh em. À, còn cái tuyến cao tốc này thì là 100 km nha, 100 km là từ Quế đi Quảng Trị nha nè. Trong đó thì để mình coi, Quảng Trị là 37 cây số, Quế là 61 km, và cái đoạn này thì sẽ nằm ở trên địa phận của huyện Phong Điền của Huế nha, của Hường Hiền Huế. Thì cái xe con này nó đang di chuyển là từ Đà Nẵng nó đi ra Quảng Trị, và nó đi tới km số 48/98, như vậy là đi được nửa đoạn đường. Thì nửa đoạn đường có nhiều anh em vô nói là do bóp từ 4 làn xe xuống 1 làn xe ảnh bất ngờ. Nhưng mà mình nghĩ là theo báo chí đã đăng thì là cứ 5 km thì có một cái làn vượt như vậy, thì mình nghĩ là đã chạy được 1/2 đoạn đường rồi. Thì mình nghĩ cái anh tài xế này cho dù mới đi lần đầu đi thì cũng đã hiểu cái quy tắc của cái đoạn cao tốc này rồi, nhưng mà vẫn để cái sự việc này nó xảy ra. Thì đương nhiên là tài xế đã sai hết rồi, nhưng mà thực tế không thể chối bỏ, không thể phủ nhận đó là cái tuyến cao tốc này mình theo mình là thực sự là nguy hiểm, thực sự nguy hiểm, rất nguy hiểm nha. Do đó anh em có đi tuyến cao tốc này cũng như là những cái tuyến cao tốc mà nó không có cái làn khẩn cấp á, hoặc là bất kỳ cái tuyến nào trên Việt Nam hiện nay thì xe cộ bây giờ rất là đông, đặc biệt là xe 4 bánh, thì anh em lái xe hãy giữ một cái đầu lạnh. Và anh em tài xế mình thì đương nhiên chỉ chia sẻ nhau kinh nghiệm thôi, không dám vỗ ngực mình là tài xế giỏi, tài xế đầy kinh nghiệm hay là gì hết. Mình lái xe an toàn, mình về nhà an toàn với vợ con, đó là thành công ha. Cho mình tài xế cho dù lái cả 100 năm bây giờ cũng không ai dám khẳng định tôi là tài xế giỏi, thằng kia tài xế dở, không có chuyện đó đâu. Mình chỉ có lái xe an toàn, lái xe đúng lực là ok nhất nha. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em thấy cái vụ việc này như thế nào thì để lại phần bình luận với cho mình biết ha, để anh em mình cùng chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm. À, đây cũng là lần đầu tiên mình mới nghe một cái cao tốc mà chỉ có 1 làn xe mỗi bên thôi. Thật sự là bất ngờ nha nè. Rồi,